Hôm qua thì mình có giao dịch được một cây khế ở phiên chợ đầu tiên sau cái kỳ nghỉ lễ và nghỉ dịch Covid tại thị xã Sơn Tây. Thì cái chợ cây tại thị xã Sơn Tây thì cũng rất là sầm uất. Hôm qua mình cũng có một cái đoạn video clip ngắn là giới thiệu về cái quang cảnh giao dịch tại chợ rất là đông đúc. Thế nhưng mà mình cũng có quay một số các đoạn clip ở trong chợ nhưng mà lại bị không biết tại sao nó bị mất hết. Thì hôm nay mình có giao dịch một cây khế thì hôm nay mình về mình quay lại cho anh em cùng chiêm ngưỡng cây khế mình giao dịch ở chợ Sơn Tây. Cây khế có cái bóng dáng rất là đẹp, một cây khế chua. Có cái thân và bẹ, thân rất là già, bẹ vững chắc, trải đều. Bẹ rất là đẹp. Mình lượn khắp cái chợ cây có rất là nhiều cây đẹp. Mình trong vườn mình đa số cũng đã đủ các chủng loại rồi, mình chỉ thích có cái cây khế chua này. Một thời gian nữa cây này mà ra hoa và đeo quả vào nữa thì chắc là giá trị của nó sẽ được đẩy lên rất là cao. Hiện tại thì anh em cũng đang săn lùng khế chua rất là nhiều. Bóng dáng của cây khế. Xin giới thiệu với tất cả các bạn là một cây mẫu đơn hay là cây trang đỏ đấy ạ. Một cái trang rất là đẹp. Nhìn bên ngoài thì cây mẫu đơn này đẹp hơn là trong clip rất nhiều, bên ngoài nó nhìn được tất cả các góc cạnh. Khi đưa vào clip này thì có lẽ các bạn cũng chỉ quan sát được một góc cạnh nào đấy thôi. Quay xung quanh. Hai cây mẫu đơn đỏ cạnh nhau. Tay tán rất là chắc, đầy đủ. Cạnh là cây súp nếp. Cây cần thăng, mỗi chiếc chậm tàu.